Một trong những cách mà giúp chúng ta hát hay hơn đó là các bạn hãy sử dụng kỹ thuật legato. Legato có nghĩa là chúng ta hát liền nốt. Tôi sẽ làm một ví dụ có ứng dụng legato và một cái ứng dụng không có legato vào một câu hát như sau. Cái đầu tiên các bạn sẽ nghe nó sẽ có legato thì nó sẽ như sau. Và em sẽ dõi thêm và làm im như không biết gì. Đó là ví dụ đầu tiên. Mình sẽ có legato. Và cái thứ hai nó không có legato là chính như sao? Và em sẽ luôn dõi theo và làm im như không biết gì. Đó. Các bạn có thấy sự khác biệt ở đây không ạ? Có nghĩa là khi mình đặt legato vô thì rõ ràng tất cả những câu chữ khi chúng ta hát từ chữ này nối qua chữ kia nó sẽ được mềm mại, siết chặt và nó sẽ có cảm xúc hơn.